thật đấy. Yeah! Alo, hay quá. Thôi chết, đã 10 giờ tối rồi, tít túi đi ngủ đi thôi. Ngày mai là ngày khai giảng, các con nhớ chuẩn bị sách vở cho đầy đủ và dậy sớm, nghe chưa? Vâng ạ. Phim đang hay, khai giảng thì cần gì chuẩn bị. Chán thật. La 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 la, thế là đủ sách vở rồi. Không phải từ nay. À đây rồi. Có cách rồi. Tít bắt vô tuyến đi. Con đấy hả? Con cháu ở trường nào đấy? Nói đi. Em cũng không nữa, anh sẽ có cách. Đây, cô hiệu trưởng đây. Báo cáo cô hiệu trưởng, em gái này đi lạc, chúng em giờ mới tìm thấy ạ. Nín đi em, tụi anh sẽ đưa em về trường nhé. Đừng lo muộn, còn anh sẽ cõng em về trường nhé. Được, bọn trẻ khá lắm, rất đáng khen. Các em ngoan lắm.
Tiện có xe đưa đón học sinh, cô cho các em đi nhờ về trường cũ nhé. Đưa đến trường tiểu học số 3 nhá. Thầy giáo có những học sinh rất là thông minh, nhiệt tình đấy. Thấy chưa? Tớ được cô hiệu trưởng khen và được đi xe ô tô nhé. Hết ý. Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chúc các em một năm mới ngoan và học tập thật tốt. Năm nay Tít và Miss ở tổ 4. Đặc biệt tổ này toàn con trai, cho nên các em phải cố gắng, không được tụt hậu so với các tổ khác. Phải ngoan và không được lười, nghe chưa? Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta học môn văn, các em chú ý lên bảng nhá. Bảng nhiều thứ này thì biết chơi vào lúc nào, mà còn thời gian xem phim nữa chứ. Yêu của em Mít, mở sách ra, đọc lại bài tôi vừa giảng. Quyển sách của tớ đâu rồi? Đưa cho tớ quyển tiếng Việt, nhanh lên. Có ngay, đợi tớ một chút. Ôi dào, cặp như chặt kia. À, đây rồi. Này Mít, sách đây này, đọc ngay đi. Hai poster, hãy tung ra bộ phép tiêu diệt hết lũ phù thủy ấy cho ta. Ô chú chết rồi, sao lại là quyển này nhỉ? Ấy, cậu lại hại tớ rồi đấy. Ôi giời ơi, chắc tại hôm qua con cú nó tha lẫn đi đâu mất mà. Như vậy là hai em Tít và Mít đã ngủ gật trong lớp. Chắc hôm qua các em xem vô tuyến quá khuya. Mít thì không mang đủ sách, còn Tít thì mang chuyện tới lớp. Tuy nhiên hôm nay tôi tha, tôi không ghi các em vào sổ đầu bài, nhưng các em phải sửa chữa. Thôi ngồi xuống đi. Làm cậu ôi quá, ta thế lại đọc không chẳng ra gì. Không có trưa buổi sáng thì còn lâu mới được tha nhá. Về thôi các anh ơi. Đi thôi. Nhưng Tít ạ, tôi thấy thế nào ấy? Chả lẽ ngày nào cũng đi tìm trẻ lạc? Thôi, tốt nhất là ngày mai nên chuẩn bị bài đầy đủ, đi ngủ sớm, kẻo thầy giáo phạt. Ôi, thế hôm nay các anh bị phạt à? Bọn anh ngủ gật nên đọc nhầm quyển Harry Potter của thằng Tít rồi cho. Bậy nào, không biết Harry Potter là sách ăn khách nhất trên thế giới à? Nó đáng đưa vào văn lớp 5 cho bọn mình học đấy. Em mách bố, nào là đưa em đi làm này, ngủ gật nhé, nói dối nhé, bao nhiêu là tội. Thôi thôi, mày đừng có lắm chuyện, biết thế anh chẳng cho mày đi học cùng nữa. Mày nên biết nhá, bây giờ ngoài đường đầy rẫy mẹ mìn. Kia kìa, kia nữa này. Chết cậu rồi, thoát khỏi tội ở trường, về cũng phải xin tiền mua quyển sách mới thôi. Sao mình đen đủ thế này? Về nhà biết ăn nói thế nào bây giờ? Đúng là sáng cái túi đi trước. Đen thật. Tuyệt quá, tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Chắc chắn mình phải học võ thôi. Đúng rồi. Mít ơi Mít, tớ có
ra đây. Mít, có việc quan trọng, ra ngay. Nhiệm! Căn cứ tình hình thực tế, nay tớ cử đồng chí Mít đi đăng ký học võ. Mà học võ để làm gì? Rốt quá cũng đọc phù hử chưa? Các hảo hán trong chuyện đều có võ nghệ siêu phàm cả. Bọn mình có võ thì không sợ đằng nào. Nhưng đứa chơi mình nó lớn hơn thì sao? Chán cậu quá, có thế mới phải học võ chứ. Chả biết mẹ tôi có thể học võ không. Học võ cho khỏe, có lợi, chắc chắn là được. Bố ơi, cho con đi học võ ở câu lạc bộ của nhà trường tổ chức nhé. Hả? Học võ? Lèo khèo thế thì đánh được ai mà võ mới chả vẽ. Mẹ đừng có mà coi thường con nhá. Một tuần chỉ có 2 buổi thôi bố ạ. À, bố đồng ý đi bố nhá. Được rồi, nếu con học tốt bố đồng ý. Không biết thằng Mít thế nào nhỉ. Mẹ cho con nhạc võ ở trường nhé. Ừ, con phải hoạt động thể thao cho nhanh nhẹn lên, cứ ăn nhiều như thế nó phệ người ra đấy. Ôi, cái quần chết tiệt này. Tít, hãy xem đây. Cười người, người lại cười cho. Thôi, dậy tập tiếp đi. Hay là bọn mình tập bài bốc hạ bác cày xuống núi đi. Mình đã học đâu. Khỏi cần, nhìn các anh tập được rồi, mình làm đại đi. Thế tớ vác trước hay là cậu vác trước? Dĩ nhiên là tớ rồi. Thử lần nữa xem. Thằng này ăn nhiều nặng ghê. Hãy xem lỗ chí Mít ra tay đây. Thằng này ăn ít mà nặng mùi ghê. Thôi mình tập lại bài đá quét đi, bài này bốc bừa gãy cẳng đấy. Hay 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 hay. Mệt quá, võ vùng gì mà cứ mua may thế à, phải bồi dưỡng thôi. Không nhận cũng mệt thật. Tập kiểu này đến ốm mất. Không biết phải tập đến bao giờ mới thành siêu thủ nhỉ. Anh học võ rồi, có thằng nào bắt nạt thì cứ bảo anh. Có anh bắt nạt em thì có, em chẳng nên nhờ. Cái túi lâu dài thế nhỉ. Chiều học xong nhớ lên nhà tới học võ nhá. Mệt lắm, tớ không học nữa đâu. Mày cũng phải học, đây là mệnh lệnh, hiểu chưa? Chị, tớ không học. Phải học, không học, phải học, không học, phải học, không học. Tích kìa, đứng lại. Ôi. Cậu thấy chưa, không học võ là thế đấy. Ơ, cái túi đâu rồi nhỉ?
thôi mà. Nhìn đi, anh bỏ em về em bách mẹ. Thôi nhìn đi, anh cho kẹo. Em thấy cánh cứ tập hùng hục mà chẳng đen gì cả. Con gái biết gì. Tú nhìn nhá. Cậu làm tớ đau quá. Chiều này không ổn, chiều học xong cậu phải lên tập đấy. Tại con cú nhanh quá nhưng anh còn nhiều chiêu ác hơn cơ. Em trắng tim. Rồi mày xem. Tún này, nhìn anh đá đao cước cao hơn khóa cửa nhá. Lại gây ra chuyện gì hả Tít? Mẹ ơi, anh Tít đánh võ đây ạ. Chưa học bài sao mà anh đã đi chơi? Em về em mách bố. Im mồm, anh học xong rồi. Học xong chưa? Không lên à? Mà thôi tập ở nhà cậu nhé. Cũng được. Vào đây. Này, chiều nay bọn mình luyện tay đi. Luyện như thế nào? Bây giờ tớ bảo gì cậu làm cái đấy. Lấy một đòn gỗ ra đây. Đây, tốt lắm. Lấy một túi gạo ra đây. Còn ngay. Hay à, khéo. Hãy đấm bị gạo. Không biết có đau không nhỉ? Không sao đâu, cứ đấm đi. Đấm cho gạo mịn ra như cám thì mới thành siêu thủ được. Sắp đẩy lắm con. Cậu kém quá, để tớ. Tại mày đấy, vào đây làm gì hả? Nó đâu? Tập võ ở nhà cậu chán bó xừ ra, lên nhà tớ tập tiếp đi. Thôi, đau lắm, tớ không tập nữa đâu. Tớ có sáng kiến, lên nhà tớ bọn mình dái chân ra giường tập, không đau đâu mà sợ. Được, nhất trí. Nào, hãy xem nào hắn võ tiếp, em võ tòng đây. Tập tài gì bây giờ? Tập miếng vật, bóc thượng sâu long quá hả? Cậu có nhớ thầy thị phạm không? Phải quật đối phương qua vai. Nhưng các anh bẩn thế mà dẫn lên chân à? Im ngay, không anh cho một quả bây giờ. Bắt đầu, bây giờ tớ quật trước, sau đó đến cậu. Anh nhớ nhé, bố về em mắt đấy. Cậu nhẹ tay thử đấy. Sao cậu nặng thế? Cậu nặng quá, chịu thôi. Ấy, cẩn thận. Sao hôm nay xui thế không biết. Bố tớ về thì toi, lại sửa giường thôi. Mình thì có năng khiếu sửa giường với mày. Quá ư là thợ mộc như thế này. Giường còn tốt lắm, cứ sửa đi. Thôi tớ chuyển đây, bố mẹ cậu sắp về rồi. Gãy giường thế này, bố biết thì chết. Cấm mách đấy, anh sửa lại như cũ rồi. Sao hôm nay mình xui thế không biết. Sao cái giường mới thế này mà đã gãy nhỉ? Anh Tít làm gãy đi bố ạ. Học võ để làm bố thế này à? Sáng thì vỡ mũi, tối thì vỡ mông. Chẳng học hành gì cả. Con người ta thì học đông học tây, còn con mình thì học võ. Ta đèn đi ngủ.
ta không cho đi học võ nữa rồi. Tớ cũng thế, đang không biết làm thế nào đây. Này, đêm qua khu tập thể nhà mình lại bị mất trộm hay sao ấy? Ừ, khi sáng tớ thấy bố tớ nói với mẹ tớ như vậy. Gì thế? Lúc này, tớ vừa nảy ra một ý tưởng hay lắm. Theo tớ, chúng mình phải bẫy bằng được tên trộm kia. Bẫy thế nào? Cậu có nhớ cái sao rơi vào đầu cậu hôm mình học võ không? Thì sao? Đấy đấy, bọn mình để hé cửa, rồi gác một khúc gỗ, kê một xô nước đầy ở bên trên. Tít và Mít, đứng lên! Các em không chịu nghe giảng, lại còn nói chuyện riêng. Cuối giờ lại gặp tôi. Quả này toi rồi, có khi còn có giấy về nhà cũng nên. Hết giờ, các em nghỉ. Nhớ làm bài tập về nhà đấy nhá. Sao lâu thế nhỉ? May mà thầy chỉ nhắc nhở thôi. Các anh bị phạt à? Phạt là phạt thế nào? Bọn anh ở lại bàn chuyện bắt trộm đấy. Chỉ các anh chỉ phiện có mà bị phạt thì có. Chờ đấy mà xem. Chú công an phường vừa phổ biến ở khu mình có hiện tượng mất trộm vặt. Chú ấy nhắc các gia đình phải cảnh giác. Hay là bố cho con đi học võ lại, để thằng trộm mà vào thì con sẽ coi thế này mà đòi học võ bắt trộm. Có võ trời thì may ra. Mình quyết định bắt thằng trộm này. Dạ ơi, trộm thì chưa bắt được mà mất cả kiến thức, đốt thì khốn. Được, để xem cả nhà con cười được nữa không. Mẹ ơi, con học xong rồi, cho con xuống nhà Mít chơi một lúc nhé. Xem phim à? Nhớ lên sớm đấy. Mít ơi, ai đấy? Mít đây, mở cửa. Úi, sao cậu khóa lắm thế? Đề phòng mà, cậu không nghe chú công an phường đến phổ biến về cảnh giác an ninh à? Chắc nhà cậu lắm tiền nên mới đề phòng ghê thế. Thế, tiền ít thì không sợ trộm mà. Vấn đề không phải là sợ, mà mình phải bắt sống nó. Cậu dám bắt thật à? Sao lại không? Cậu ra đây. Bọn mình đã bàn ở lớp, bây giờ sẽ hé cửa đặt bẫy luôn. Tớ đi tìm miếng gỗ, cậu đi tìm xô nước. Tiến hành đi. Bây giờ tớ mở cửa, cậu đi tìm một cái ghế ra đây. Ok. Thấp quá, cậu phải đi lấy một cái nữa kê lên. Bây giờ tớ giữ, cậu trèo lên đi. Ờ, không được đâu. Cậu nhẹ, cậu trèo lên đi. Không được, cậu trèo lên đi. Tớ phải ở dưới ngắm nghía bày binh bố trận chứ. Ôi, ê, 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 có thế mà cậu cũng không trèo được. Cậu vụng quá, lại phải để tớ thôi. Cậu cho tớ trèo lên vai cậu nhé. Tớ tắm rồi mà Tít. Cậu để lại nước mặt đổ vào đầu tên trộm chứ. Cậu yên tâm đi, còn nặng lắm, không đánh cũng chết. Bây giờ thì ổn rồi, trận địa phục kích đã sẵn sàng. Hễ thấy động cứ như kế hoạch mà tiến hành, cậu nhớ nhé. Ô, cứ để cửa cả đêm thế này à? Tớ sợ ngủ quên mất. Ngủ đâu ngủ thế nào? Quan trọng thế, phải cố mà thức chứ. Mẹ cậu có hỏi thì cứ nói dối là đúng rồi. Ừ. Na 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 pa 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 ta 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 pa 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 ta 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 ta. Quả này chắc ăn rồi. Ta mà lập chiến công tóm cổ tên trộm này thì bố mẹ sẽ ha. Phim gì đấy hả mẹ? Anh có gì mà vui thế? Không xem phim à? Bố đâu rồi hả mẹ? Bố ra đầu phố mua cái phích cũng sắp về rồi. Cái gì ạ?
thôi. Chết rồi. Ây, ông. Hỏng rồi. Chiến dịch đã bắt đầu. Thầm tít đâu? Phải nhốt mày vào trong đó. Thật chờ cái thằng tinh nghịch danh. Bao giờ hết vô tuyến mới được ra. Mình bị oan quá. Cũng may là không bị đánh. Nhưng bao giờ mới tivi đây? Đi lên xin lỗi chú ấy ngay. Bao giờ chú tha mới được về. Con với chả cái. Hay quá, biết lên rồi. Mít rồi, mít, mít rồi. Không được đâu, khóa rồi. Tớ phải vào xin lỗi bố cậu đây. Ta là Batman Titan. Yeah. 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 Trốn hả? Này tên trộm vặt, ta chờ ngươi đã lâu rồi, hãy chịu trói đi. Nào Batman Tít, hãy bắt ta đi. Ngươi có chạy đằng chơi. Thế nào Tít, ngươi chói ta hay ta chói ngươi đây? Ta chói ngươi là cái chắc. Chết này thằng trốn. Hây. Ui. Chết. Ui này. Khá lắm Tít ạ. Hây ơi. Điểm chiêu. Hả? Không biết thằng Mít đâu nhỉ. Mình phải độc lập tác chiến thôi. Chẳng có cái gì quý giá cả. Được mấy cách khá nhỉ. Láo thật đấy. Một, hai, chết này. Buông ra, buông ra. Bố ơi, Mít ơi, có trộm. Có trộm bố ơi, Mít ơi. Mẹ ơi, có trộm. Dạ con ơi, có cây trộm. Có cây trộm ở trong phòng tắm 50 nhóm thằng Bim. Có trộm. Mày đừng ngồng cắt khỏi tay ông. Bắt lấy, đừng để nó thoát. May quá chú công an phường đến rồi. Cho nó một trận. Đúng, cho một trận. Sức tài vài dụng thì kia mà đi ăn chung. Thằng Tít thế mà khá. Chứ ông cháu tôi thì sợ vãi tè ra quần đi. Giỏi thật đấy, bắt được cả tên trộm to tướng. Nhưng ơ kìa, mắt cậu bị làm sao thế? Cũng dính đòn à? À, nó đấm. Tớ dùng võ gạt ra nên tay nó trượt vào mắt. Tớ phải tìm lắm, cậu có đau không? Ăn thua gì? Bọn mình tập đấm bị gạo tay rắn nên chỉ gạt một cái là nó phải ôm tay từ nãy đến giờ. Đấy, cậu nhìn xem. Thằng chó cắn đầu quá. Quái, nó cũng tập như mình. Sao tay mình... Khoan thôi anh Tít, bố mẹ ơi, anh Tít hết ý đánh được cả thằng trộm to tướng. Con bố giỏi lắm. Bố thấy chưa, nếu không có võ làm sao địch nổi nó. Bố cho con đi học võ tiếp nhá. Được rồi, bố đồng ý. Thật tuyệt. Hay, yeah, yeah, hay, yeah, hay, yeah, hay, yeah, hay, yeah, yeah, yeah. Thế là chúng mình lại được học võ, lại đỡ phải học thêm ở nhà nữa chứ. Sướng thật. Hôm nay thay mặt công an quận, chú đến để trao cho Tít và Mít giấy khen vì thành tích bảo vệ trật tự trị an của hai cháu. Chúng cháu đang học võ, lớn lên nhất định sẽ làm công an. Trước hết các cháu vào học văn hóa cho giỏi. Yeah! La 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 la. Đông còn chưa? Các bạn báo ngay cho 113 hoặc báo ngay cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại. Ôi, ôi.
cả lớp chú ý. Ngày mai đi cắm trại, các em phải tự mang đồ dùng cá nhân và đồ ăn. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức thi các trò chơi kéo co. Trật tự, cả lớp trật tự, sáng mai tập trung tại trường. Ôi, lâu lắm mới được đi chơi một chuyến. Lần này tụi mình phải nhất nhé. Ừ, học kém thì chơi tất nhiên phải nhất rồi. Mai cắm trại, em phải trang trí lều. Có gì nhớ giúp em nhé. Này Tít, tôi có chiêu này hay lắm. Đến nơi rồi sẽ biết. Lại mang bánh mì thôi. Ừ, em ăn cơm cơ. Ăn bánh mì chán lắm. Đây, bánh mì đây nhé. Còn cơm thì sáng mai mẹ sẽ thổi. Bố cho mượn đèn pin. Cấm không được nghịch ngợm, rõ chưa? Vâng ạ! Yeah! Mai chị đi cắm trại. Cuốn ở nhà ngoan nhé. Mai sẽ lắm trò hay đây. Thôi, hai đứa đi ngủ đi. Mai còn đi sớm. Thôi thôi, đủ rồi. Con đi cắm trại chứ có phải đi thi nấu ăn đâu. Chật cứng cả thế này này. Em xin lỗi thầy. Thôi ngồi vào chỗ đi. Ba lô nặng quá. Nhật cứ như đi du lịch chứ nhỉ. Chờ xe xuống ghê. Các em chú ý, buổi sáng các tổ cắm trại, sau đó thi nấu cơm. Buổi chiều chúng ta sẽ đi tham quan chùa. Cậu đã dựng lều bao giờ chưa? Chưa. Thế mà tớ cứ tưởng cái gì cậu cũng biết chứ. Bọn mình có nhà cửa đàng hoàng, có ở lều bao giờ đâu mà biết dựng. Các em trật tự, bình tĩnh, bình tĩnh. Này, không được chạy lung tung đâu đấy. Lớp cái tún đấy, bọn con gái đi xe là đen lắm. Theo tôi, ta dồn hai lớp đi chung một xe bác tài nhỉ? Vâng, nhưng sợ không đủ chỗ. Thưa thầy, tổ 4 chúng em xin ở lại đợi thay lớp ạ. Ồ, thế thì tốt lắm. Cậu ngốc thế, đến muộn làm sao cắm trại kịp. Yên tâm, tớ có cách. Ây, thế là xong việc rồi. Chào bác có thể giúp lớp cháu được không ạ? Hả? Ôi, bánh to quá. Ê, lốp đây, có lốp đây. Ôi, nhưng mà nó to quá. Ồ, không sao cả. Bữa nọ tôi còn lắp cái bánh Honda vào cái công nông mà vẫn cày băng cả ba mảnh ruộng đấy. Đi may mắn nhá. Bánh này khó chịu đây. Nào thử cảm giác mạnh nhá. Cố lên các cháu, bám chắc vào. Ây. Ây. Nào. Ui. Sẽ đến nơi cả thôi. Sáng kiến của cậu làm tổ toi hết cả đám tăm rồi. Biết thế ở nhà còn hơn. Sao thế? Đi để chơi chứ thế này đừng đi lao động rồi còn quá gì nữa. Lớp lớp một kìa. À quên, ban nãy cái túi nhờ cậu trang trí hộ nó đấy. Xỉ, bọn nó rách việc lắm. Bọn mình còn chưa xong nữa là kệ gì đã mít ạ. Tớ lại thấy đói. Thế có chết không? Bánh kẹo lại để ở trong ba lô. Này, có rồi. Ấy. Nhanh lên, tớ bảo bọn chúng là tớ đã có cách. Ừ. Chắc thằng này lại nghĩ ra võ lười gì đây. Các bạn ơi, đã tìm ra chỗ dựng lều rồi. Đây này, bọn mình chỉ cần phủ cái bạt lên lều là xong, đỡ phải rào buộc lều thôi.
Tớ sang giúp cái túi một lúc. Em đang làm gì thế? Bọn em đang cắt hoa lá để dán lên dây bồ quanh lều. Trời ơi, làm thế thì đời nào mới xong. Hả? Xuống quạt cho anh để anh nghĩ cách. Mấy đứa ra đằng kia xin một ít dây khoai lang về đây, anh bảo cho cách làm. Đây nhá, sẵn dây sẵn lá rồi, các em chỉ việc đính hoa lên rồi buộc quanh lều thế là xong. Đẹp lung linh chưa? Ồ, nhanh nhí. Em trông nó cứ như cái bụi cây anh ạ. Thế mới là lều trại thiên nhiên, không thì ở nhà cho xong, tún đừng ăn cơm đấy nhé. Sao thế? À, bọn anh có việc, đi đây. Bây giờ tôi bắt đầu chấm điểm. Ôi giời ơi, chật thế này. Lều tầm 1 bé lắm, làm sao mà sinh hoạt được, tôi cho 7 điểm. Lều của bọn mình thì cả lớp ngồi cũng vừa. Ba hoa vừa thôi ông ạ. Ba hoa vừa. Ba hoa chích trẻ. Ôi giời ơi, đến tủ. Lúc này thế này là không ổn rồi. Dung kìa, dung kìa, ôi giời ơi. Đúng quy cách nhưng mà ọp ẹp lắm. Tôi cho tổ 2 6 điểm. Cái của bọn mình cũng nhất đấy nhỉ. Thôi đi ông ơi. Nó như cái nhà rồi con gì, cột to thế cơ mà. Ui giời ơi. Tổ thứ nhất là cái chắc. Yeah. Sao các em làm trại xa thế? Tuy nhiên ở đây rất hợp với lều của tụi em. Kia. Đây là lều của tổ tít à? À, rộng rãi nhỉ. Nhưng mà tối quá, ta phải vào xem sao. Cái chuồng bò của tôi mới làm, không hiểu trẻ con nó phủ vải lên làm gì thế. Chắc chắn hai cậu bày với cái trò này, tổ 4 sẽ bị 2 điểm vì tội không tự làm lấy trại của mình. Sao đen đủi thế? Thôi, tôi kêu này, ta bày kêu khác, lo gì? Kìa, cái tún kìa. Ừ, vứt đèn anh đấy. Sao lại tún? Lợn ăn vứt đèn của bọn em đâu rồi. Đâu? Ôi, lũ lợn láo thật. Đấy, đấy, anh còn một dây lan để trang trí mà. Ôi, tôi chết. Còn một ít bánh kẹo mình gửi cái tún để trong lều. Yay! Anh cũng mất rồi, đã thế lại còn mất hết cả đồ ăn. Thôi, mấy tuần sau bọn mình sẽ quyết tâm về nhất. Vậy lần sau chúng mình sẽ quyết thắng.
cao hội diễn chào mừng ngày 20 tháng 11, mỗi tổ phải có một tiết mục văn nghệ. Ngày mai và ngày kia sẽ diễn tập để tuyển chọn tiết mục tốt nhất tham gia hội diễn toàn trường. Các em cố gắng nhé, tiết mục văn nghệ sẽ tính vào điểm thi đua của tổ. Nếu là bài hát, nhớ phải báo trước để thầy còn nhờ các chị phụ trách đệm đàn. Tổ mình không biết làm gì nhỉ? Chiều nay bọn mình đến nhà Mít bàn xem. Đúng đấy, bây giờ về thôi. Để tham gia hội diễn văn nghệ, tổ em đăng ký tiết mục múa Em mơ gặp bác Hồ. Chán thật, cứ đến văn nghệ văn nghẽo là tổ mình lại loay hoay. Tổ mình không có con gái nên hát cũng dở, múa cũng dở. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Chả ai có năng khiếu gì cả, toàn con trai này gầy thật đấy. Theo tớ, có lẽ bọn mình chỉ hát được thôi. Hát không được đấy, nhưng toàn vào ống bơ gì. Không sao, cứ hát những bài mà tất cả cùng thuộc ấy. Bài gì? Ví dụ như bài Trao Cơ Chẳng Hạn. Không được. Theo tớ nghĩ, mỗi cậu phải chuẩn bị một bài, sau đó hát để cả bọn duyệt. Ôi, lấy đâu ra bài hát nghiêm chỉnh bây giờ? Bọn mình chỉ toàn hát phịa, chỉ thi được, giọng hát to, tay đàn khỏe thôi. Phịa cũng được, miễn là hay. Tớ sẽ thử trước, rồi đến Mít, cứ thế lần lượt nhé. Đi được đấy, có chỉ khí lắm. Đúng là mẫu đê, Được rồi, bây giờ tớ sẽ trình bày một nhạc phẩm nổi tiếng vượt thời gian. Các cậu nghe đã thấy hay rồi, nó là bài Lượn Tròn Lượn Khéo. À, chim bay, chim bay. Xin lỗi, bài này chim bay là phải cao, tớ sẽ hát lại. À, chim bay, chim bồ câu trắng. À, à, chim bay trên nền trời cao cao. Chưa cao, bài này phải thật cao mới đúng. Chim bay mà lị. Lần này thì các cậu sẽ được thưởng thức giọng năm cao văn tít. A chim bay trên nền trời cao cao. Cao cao, cao cao, cao cao. Ai da, ai u. Ôi sợ quá, hát đâu thế, con này không theo được đâu. Cậu đúng là chim gợi cánh, hát như cậu thì vất vả quá. Đến lượt cậu rồi đấy Mít ạ. Thôi được, tớ hát một bài xịn luôn, nhạc ngoại hẳn hoi. Ôi, thế cơ à, thằng này tẩm ngầm mà sắp đánh chết voi. Thôi tốt rồi. Xin giới thiệu giọng nam lùn văn Mít. Tôi xin hát bài Trời đã sáng rồi, dân cả Pháp. Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi, dậy đi thôi, dậy đi thôi. Chuông đã reo vang lên rồi, chuông đã reo vang lên rồi. Mau dậy, dậy, à, dậy thôi. Mít, cậu hát kiểu gì đấy? Đúng là hát nhàn thật, chả bù cho tít. Tại bài hát hay quá, tớ liệm đi thôi. Nhưng bài hát này cũng không tham gia hội diễn được đâu. Chỉ biểu diễn ở sân khấu xương chẳng hạn. Giờ thì đến các cậu đấy, cười gì? Ganh nhỉ, hát bài gì bây giờ? Thôi, cậu hát trước đi. Thuộc bài gì, hát bài nấy. Các đồng chí đừng kém tắm thế, trầm bổng gì thì cũng cứ thể hiện đại đi. Được, tớ sẽ thể hiện bài hát Lớp Chúng Mình. Lớp chúng mình rất thích vui, anh em ta ra ngoài đi chơi. Lớp chúng mình rất thích chơi, anh em ta khi vui ra ngoài nào cùng nhau nữa bước chân. Anh em ta cùng nhau hát nhé. Trời ơi, đêm hôm nay chơi game này rất là vui. Trời ơi, mồm vuông thế kia thảm là hát vừa xại còn vừa ngang. Có câu hát ngang thì có, mồm méo xẹo thế kia. Thôi thôi, các ông mà xuyên tạc như thế giải thì không được mà hạnh kiểm teo luôn. Thế mà cậu bỏ phiệu cũng được. Theo tớ, tổ mình hát đơn ca không được, tam ca cũng không được, vậy thì hát lục ca đi. Có lẽ lục bát thì dễ hơn đấy Mít ạ. Tớ thấy đúng đấy, một dưới ba cây làm chẳng nên non, thì sáu cây trụm lại ắt nên hòn núi to. Chúng ta hát bài gì nhỉ? Bài mà ai cũng thuộc từ hồi lớp 1 ấy. À, đó là bài Đi Học. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Nào, bây giờ tớ sẽ bắt nhịp, chúng ta học lại nhé. Bắt đầu. Hôm qua em tới trường, 2, 3. Tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ đến trường, con mình nghe tới lớp. Con đừng có để bắn, đưa tới trong đường gì. Con sẽ ôm cho ta. Giờ bắt đường em đi. Cô giáo em trẻ trẻ, lượng em hát rất hay. Con đừng có để bắn. Chỉ tốt, chẳng hay tí nào cả. Hát thì đấm vào tai ấy. Điệu này tổ mình bét thôi. Chẳng ai có năng khiếu gì cả, hát như bổ cùi mà chẳng ăn thua. Bài này nhà tớ có băng cassette, tụi nó hát hay lắm. Được rồi, tớ có cách này, nhưng các cậu phải đồng lòng mới được. Anh xin nói đi. Hãy vươn cao lên lá cờ hòa bình. Hãy vươn cao lên lá cờ của ta. Tổ 2 hát cũng được, nhưng chưa có gì đặc sắc cả.
Tổ mình chắc ăn rồi. Nào, tổ 4 sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Sau đây là tiết mục cực kỳ ấn tượng của tổ 4. Các bạn tuy yên tâm, tổ 4 xin trình bày đồng ca hoạt cảnh Em đến trường. Phần diễn xuất do hai bạn Tít và Mít đảm nhiệm, đặc biệt là phần lĩnh sướng cả nước của ca sĩ Hoàng Tít. Tốt lắm. Xong chưa? 2, 3. Bạn Tít hát giọng con gái hay nhỉ? Thầy giáo chứ, con trẻ trung gì nữa, sắp hưu rồi. Chết rồi, bị rối băng. Làm sao thế? Còn bạn hai nữa cơ mà. Cái gì thế? Ôi, cassette à? Thôi, trật tự nào các em. Tiết mục có cái mới, nhưng phải tự hát chứ. Hay dở gì cũng là của mình. Về nhà tập đi rồi mai đến trình bày lại. Chỉ đại cậu làm tớ ngượng quá. Nhưng tớ có làm ra máy ghi âm đâu, mà biết lúc nào nó bị rối băng cơ chứ. Lúc trước, chẳng thằng nào nói nó. Đến giờ thì, thôi ngày mai không cần các cậu nữa, được chưa? Chỗ này được đấy, hay lắm. Chỉ cần hai trò đơn giản này là đủ rồi. Ngày mai nhờ Mít giúp một tay là chắc ăn rồi. Bây giờ xin mời một bạn lên đây cùng diễn. Tớ lên nhé. Đem cho mọi người sự ngạc nhiên thích thú, biến cái không thể trở thành cái có thể. Chúng nó làm gì nhỉ? Không hiểu, không tin mình lắm trò lắm. Đây, người biểu diễn, nghệ sĩ ảo thuật gia Văn Tít, xin các bạn cho một tràng vỗ tay cổ vũ. Thưa các bạn, đây là một quyển vở bài tập bình thường. Sau đây mình sẽ bịt mắt tôi lại, các bạn xem và chọn lấy một trang. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Được rồi, tôi sẽ chọn một trang để nhà ảo thuật của chúng ta tìm. Xong rồi đây. Tôi sẽ không sờ vào quyển vở, và đây là cái thước thần kỳ, nó sẽ làm những gì ta muốn. Umala, sô-cô-la, coca-cola, quyển vở của ta giờ ở trang nào thức chỉ cho ta. Thế mà cũng gọi là nhà ảo thuật. Là giấc mơ hôm qua là hiện thực nhỉ. Hãy khoan, để ta úm lại. Umala, sô-cô-la, coca-cola, quyển vở của ta giờ ở trang nào thức chỉ cho ta. Nhờ Mít giơ trang vở đó lên. Để dành sức hoan nghênh tiết mục sau. Tiết mục bất ngờ và kỳ lạ. Đây là một quả bóng bay. Còn đây là một chiếc kim. Nếu tôi đâm vào quả bóng thì sẽ làm sao nhỉ? Nổ chứ con gì nữa. Không biết, nó còn nhớ chỗ không. Còn tôi thì không, các bạn hãy nhìn đây. Hey. Ôi, nó không nổ thật. Khoan đã, các bạn sẽ nghĩ đây là quả bóng đặc biệt. Vì vậy tôi rút kim ra nhờ một bạn đâm thử. Tiết mục của tổ 4 sẽ đại diện lớp ta tham gia hội diễn. Bí mật, nếu bạn nào muốn biết, hãy gọi về số 7718944 gặp ảo thuật gia Văn Tít nhé. Mới lạ trong từng giấc mơ có bao người thân
cả rồi. Con mình đang ngắn sao lại mưa thế này nhỉ? Ừ. Nước ở đâu mà chảy ra đầy nhà thế này? Không phải mưa đâu, nước ở trên. Tôi chết rồi. Hàng xóm kêu ghê quá. Ôi giời, phiền toán quá. Tôi vào nhà thôi. Lúc nào mẹ nó về dẫn anh. Cẩn thận cái gì cả. Sao đi học về muộn thế? Này, nước ở đâu mà chảy ra thế? Hôm qua tôi đã dọn cẩn thận cơ mà. Học tổ dân phố nói là thế là đúng rồi mà. Đi kiếm về mà không biết nào được vệ sinh chứ. Không để nước chảy thế này. Cái gì thế? Bố ơi, cô giáo phải con ăn mặc lố lăng. Vế này mà bố bắt con mặc đi học à? Quần áo cũ vứt đi từ hồi lớp 4 hôi gì nên thầy cáu lắm. Thì làm gì còn đồ mà mặc nữa. Đấy, các con nhìn xem. Các con thay ra, các con không chịu giặt, vứt hàng đống ở đây này. Bố giặt từ sáng đến bây giờ, hàng xóm kêu quá vì nước bẩn chảy xuống. Thì thằng Tít đã chuẩn bị gì ăn chưa? Bố ơi, anh Tít bảo hết tiền rồi. Thôi đành nhìn đói cả đêm vậy. Mà Tít, ra đóng cửa sổ lại, hàng xóm kêu làm bố nhức đầu quá. Vâng ạ. Ôi, tôi chết rồi. Hình như sẽ công an phường đến phạt cho mình đổ nhớ nước mẹ lắm. Vắng mẹ mày. Thế có khổ không ấy chứ? Có khi cả nhà bị mẹ bắt ơi, cũng nên. Con nhớ mẹ lắm. Tít, bảo bố đi vắng, nghe chưa? Ôi trời, mấy bố con làm sao thế này? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. À, mẹ đã trời về ơi, tôi có mong bà quá. Cho con với. Quái, mình đang mong mẹ đi vắng vài hôm, trên kia thằng Tít lại bám mẹ ghê thế. Mẹ đi công tác mấy ngày, ba bố con ở nhà bảo nhau nhá, bố bận đi làm nên Tít đi chợ và nấu cơm ăn, còn Tún thì giúp đỡ anh, khi về mẹ sẽ có thưởng. Thôi mẹ đi nhá. Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ ạ. Hết ý, mẹ đi vắng tha hồ chơi nhá. Lại còn không bị mắng. Láng ra cả nhà đói, mẹ về em mách. Hừm, còn lâu mẹ mới về, liệu hồn đấy. Tú này, học xong nhớ vo gạo và lật cơm nhé. Mít ơi, Tít à, này, đi chợ với tớ đi. Đàn năng ghê, nào, đi thì đi. Tít à, vào chợ đi, ở đấy nhiều đồ ăn lắm. Tớ vẫn chưa ăn sáng. Ờ, phải rồi, đi thôi. Nhưng lên cái kia hàng rau ở trong ấy. Biết rồi, cứ nói mãi. Ôi mệt quá, hay ta mua gì để chén đi. Không được, tớ còn phải mua rau quả để chuẩn bị bữa tối. Để chốc nữa nhá. Ôi nặng quá, lợn nhà tớ cũng chẳng ăn hết trong này. Cậu rốt lắm. Bây giờ người ta kiêng thịt, ăn rau là chính đấy. Cậu cố khuân nhá. Tớ chạy trước mua kem kẻo hết. Này, nhớ mua nhiều vào. Tớ khát quá. Này, cậu ăn nhanh đi. Cái Tún biết nó đòi đấy. Ha ha, lạnh quá. Ngọt ghê. Cho tớ cái nữa, chẳng thấy mùi vị gì cả. Còn lâu nhá, mai lại đi chợ nữa. Tún ơi, thức ăn đây rồi. Hoan hô anh Tít, anh Tít ơi, em đã đặt cơm rồi đấy, còn anh nấu thức ăn đi nhé. Tún đi rửa rau nhanh lên, để anh còn chế biến nữa nhé. Ôi, sao anh Tít mua nhiều rau thế, chẳng thấy thịt cá đâu cả. Hề hề, thế là xong, mệt thật để cái Tún lao động cho quen. Mọi hôm mình toàn bị mẹ sai vặt. Ờ, nhưng biết nấu gì đây nhỉ? Không được, đúng rồi, phải nghĩ ra một món độc chứ. À, đây rồi, phải lục đúng tài liệu mẹ giấu trên này. Mọi hôm nấu ăn vẫn thấy mẹ hay đọc. Đây rồi, ồ, sách hết cả rồi. Mà chẳng sao, ta sẽ luộn ra thôi. Nào, gia vị 1 gram, nước mắm. Sẵn mấy thứ đồ hộp, ta sẽ chế ra một bữa tiệc linh đình cho cả nhà lắc mắt. Xin mời mọi người. Em rửa rau đã xong rồi này. Để đấy cho anh, Tún ngoan lắm. Giờ đi quét nhà, bố về thì ăn nhé. Vâng ạ. Hạt tiêu này, nhìn chín này, thêm tí muối này. He, thật là tuyệt vời. Ok, xong rồi, tuyệt quá.
rau này. Chặt cái này rau mới rền được. Em vụt tím cái đã, phải một giờ nữa rau mới chín. Mẹ đi vắng thích thật, khỏi bị sai vặt. Chà chà, đói quá. Không biết bữa nay cụ Tít cho ăn cái gì đây. À bố này, con với anh Tít đã làm xong hết rồi ạ. Thế thằng Tít đã chuẩn bị gì ăn chưa? Nhưng bố ơi, anh Tít lại ngủ rồi ạ. Anh Tít ơi, bố về rồi. Hả? Ôi trời chết, không biết rau đã chín chưa nhỉ? Sao có cái mùi gì khét thế nhỉ? Nào, con nấu cái món gì mà lạ thế? Dạ, món rau om khói ạ, theo thực đơn của mẹ đấy ạ. Món này bổ lắm, lại không béo. Bố với Tú ăn đi ạ. Thế à? May quá, bữa nay bố được biếu một chai rượu, nhắm món này thì tuyệt. Tún, lấy cho bố cái ly. Vâng, nhậu tốt đấy ạ. Mẹ mày đi vắng nên bố con mình tha hồ uống rượu thoải mái. Cơm nhã quá bố à, chán ghê. Sao Tít không bảo em ăn cháo đỡ hại dạ dày bố ạ? Bên Trung Quốc họ ăn suốt đấy. Cơm Tết này mà cũng đòi ăn nhậu à? Thôi thì đành ăn tạm vậy. Món ăn kiểu thuốc bắc nên bổ lắm bố ạ. Người ta nói thuốc đắng thì giã được tật đấy. Ừ, con chẳng ăn nữa đâu, chán lắm. Cứ mỗi miếng lại một ngụm cho dễ nuốt. Rồi, ta đi ngủ thôi. Mỗi một hôm mẹ đi vắng mà. Ui da, sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Đau quá, đau, à, đau quá. Đau bụng, sưng đau bụng thế nhỉ? À, đau quá. Ôi, không chịu được nữa rồi. Ai ở trong đấy thế? Nhanh lên, mở cửa. Anh Tít à, em đây, em đau bụng quá. Tôi chết rồi. Mẹ ơi, con đau bụng quá, đau bụng quá. À, con chết ở cái cửa. Đau quá. Hai đứa cho mình ăn cái gì nhỉ? Hay là tại rượu giỏm? Cái gì thế này? Trời ơi, đây là tờ ấn kiêng của bà xã. Thằng Tít thật là phải mặc thêm kẹo cảm mất. Đau quá đây. Ôi giời. Ê, đau thế. Sao thế hả? Không sao mở được cửa bố ạ. Con cún đang ở trong đấy bố à. Để bố. Rồi ta. Không xong rồi. Bố không thể nào chịu nổi nữa. Hay là để con lấy cái bô cho bố. Gầy quá, không biết tìm đâu ra chỗ đi ngoài bây giờ. À, con nghĩ ra rồi, bố với Tún theo con. Anh Tít ơi, đợi em với. Ê, đây, này, này, đi đâu đấy các con? Cháu chào bác ạ, cháu đưa bố cháu và em xuống chơi ạ. Chào bác. Mời bố đi tham quan khu vệ sinh nhà Mít, xây đẹp lắm ạ. Tún đi theo bố đi xem nhé. Dạ, mời bác vào ạ. Cảm ơn chị, thật là may quá. Nếu không thì... Dạ. Thế là thế nào nhỉ? Mẹ chả hiểu gì cả. Sao lại thăm nhà mình lúc khuya thế này? Thôi nào, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ mày đi vắng, bố chẳng biết bộ nào của hai đứa. Thôi mặc đại bộ nào mà đi học nhá. Mà bữa nay, bố phải nghỉ làm để giặt rũ đấy. Bao nhiêu là đồ bẩn đây này. Bố đưa váy gì cho mình mặc ít nhỉ? Trông cũng được nhỉ, thêm tí son và là sành điệu ra phết. Gớm cái em này hôi thế. Thôi, hết sạch nước rồi. Mà còn mấy mè nữa, thế có chán không? Mình cứ xuống xách đại một xô xem sao. Ăn mặc thế này mà đi xin nước, rách việc lắm. Ê, ôi,
Ôi thằng điên lẻn vào nhà mình thế này. Ôi bố làn nước ơi, ghê quá. Quần mau thôi. Ngợp quá. Không ra làm sao cả. Mới vắng mẹ nó mấy hôm mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Bố ơi, con nhớ mẹ lắm. Thế mới biết mẹ vắng là không ổn bố ạ. Ờ, phải rồi. Mẹ Minh ơi, ơi chóng về, cả nhà mong mình lắm. Ơi. Các em chú ý, cuộc thi này rất cần sự nhanh nhẹn và khéo léo. Do vậy, các em phải chuẩn bị thật đầy đủ. Các tổ sẽ lần lượt xuất phát. Tôi sẽ tính giờ cho từng tổ. Nào, các em hãy sẵn sàng vào vị trí. Món này tổ mình toi rồi. Cứ yên tâm, tớ sẽ có cách. Hả? Chú ý, thực hiện đúng luật của cuộc thi. Tổ mình phải quyết đoán. Cuộc thi bắt đầu. Thôi hỏng rồi, tổ mình toàn con trai. Nấu cơm còn không biết thì đánh gồng gì nữa. Bí mật, tớ với cậu sẽ cùng đi nhá. Nè, hai cậu phải làm tổ mình nhất đi nhá. Đừng có mà thua. Vắng lên. Đúng rồi. Các chiến hữu, hãy nhanh đổ gạo nước vào đi nào. Tổ 4 xuất phát. Yeah.
Đấy, ý thế lắm. Ôi, chào rồi. Con nhân ra đây đi. Ôi rồi. Xỉ, các chân ra bây giờ con sao đâu? Khói quá, tớ không thể nhìn được gì. Khó thở quá. Phải quay đằng sau đi thôi. Biết tay. Thế này làm sao đi nhanh được? Kệ, an toàn trên hết. Lửa to quá, Tít ơi, thì cậu rút bớt củi đi. Bớt lửa to này. Ôi, chết rồi, Tít ơi, cháy mất kịch cây rồi. Đấy, đấy. Thế là hết thi cử nhá. Nhìn kia, lửa cháy to quá. À, cái cây khô ấy, cháy chả sao đâu. Đã thế ta lại có lửa để nấu. Cậu chạy đi lấy nước nhanh. Thằng béo này vốn chậm lắm. Mình cứ lấy nước suối là được rồi. Ôi nặng quá. Ôi con gì thế này trời ơi. Đi kia đã. Thôi thế là cháy khét hết cả rồi. Thật, làm thế nào bây giờ? Đi, cách thứ theo, tớ có cách này hay lắm. Cậu đã nào, đêm này nặng lắm, từ từ thôi. Cậu đợi tớ ở đây, tớ chạy tắt qua lều cái tún xay ít cơm nấu nhá. Ơ kìa, nhưng lộ thì chết. Ôi dào, thì cùng là cơm mình nấu mà. Ta băng qua rừng, ta băng qua suối, la 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 la. Tún ơi, ra anh bảo. Anh Tít gọi em à? Tún cho anh cặp lồng cơm nhé, bọn anh đói quá. Vâng ạ, em ra ngay đây. Đây, anh cầm lấy đi. Ừ, em ngoan lắm. Ôi, cái gì thế? Ôi, cái gì thế? Trời ơi, đá lửa. Tới đây thế. Thì tớ làm thế cho nhanh đấy. Có mà mình gật ngã xuống thì có. Này thì nấu cơm này. Chín này. Ngon chưa? Tuyệt chưa? Đi thôi, lối này chắc không kịp đâu. Ta đi tắt cho nhanh. Ê, có người thế. Chân rồi, lộ là tiêu đấy. Dễ lối này, chạy tắt qua rừng là tới. Từ từ thôi. Này, cố lên. Cẩn thận không đổ là hỏng mét đấy. Trước đây. Ôi, tổ nào mà nhanh thế nhỉ? Tôi xem. Cái gì thế này? Nấu cơm gì mà có cả cá thế này? Hai cậu. Tổ 4 gian lận nên bị loại. Các tổ nhìn đấy mà học tập, không được tái diễn, nghe chưa?
Chúng em nhớ rồi ạ. Anh cho mẹ ăn cơm cá mà bắt em ăn bánh mì. Thôi, Tú lên chùa tham quan đi. Em mệt lắm. Nhanh lên các em, tao vào thăm chùa. Thôi, đừng buồn khóc nữa. Môn thi sau cố lên. Đây là một ngôi chùa cổ có từ thời Lê. Thầy sẽ hướng dẫn tham quan và tìm hiểu về kiến trúc và lịch sử của ngôi chùa. Còn đây là gian chính điện thờ Phật tổ, được xây dựng rất công phu, có kiến trúc và điêu khắc rất đẹp. Phía kia là những bia đá được đặt lên những mai rùa, trên có ghi lại công lao và lịch sử xây dựng ngôi chùa này. Phía bên này là các tượng về La Hán. Đây có lẽ là một pho tượng đã bị hỏng. Không, pho tượng đó đã bị mất. A-di-đà Phật, bọn trộm nghĩ trong đó có vàng nên chúng mang đi, đến nay vẫn chưa tìm ra được. Đấy, thấy chưa, nhiều vàng bạc lắm, bọn trộm quái thật. Bắt được bọn trộm thì phải biết nhỉ. Tối nay các em sẽ ngủ ở phòng này. Chú ý, đêm không được mất trật tự, thức khuya, ảnh hưởng đến nhà chùa, nghe chưa? Lấy kiếm và đao ở tượng ông hộ pháp, tớ sẽ lấy đèn pin, ta phải bắt sống hắn. Thế thôi, đi vòng lối này này. Hắn đông nhỉ, lật nhanh ghê. Hay là ta phải kiếm chém luôn, cổ rốt lắm, bắt sống mới được thử nhiều. Mau đuổi theo hắn, đi theo. Sáng mặt, tớ thấy hắn lom khom như ôm cái gì vậy, mà sao có mùi gì kinh quá. Hắn giấu vàng đấy, giả vông sang hai phía bao vây rồi ập vào bắt luôn. Đứng im, giơ tay lên. À, các cậu theo tôi làm gì hả? Các cậu có biết đây là đâu không? Trời ơi. Đây, các cậu nhìn lên đây rồi sẽ biết. Chúng em tưởng đêm hôm khuya khoát không chịu ngủ, còn bày vẽ bắt trộm. Cảnh giác như vậy là tốt, rất đáng khen. Tuy nhiên khuya rồi, mời hai em đi ngủ, mai còn thi tiếp, nghe chưa? Dạ. Vâng ạ. Oh,
học võ nữa rồi. Tớ cũng thế, chẳng không biết làm thế nào đây. Này, đêm qua khu tập thể nhà mình lại bị mất trộm hay sao ấy? Ừ, khi sáng tớ thấy bố tớ nói với mẹ tớ như vậy. Gì thế? Ít này, tớ vừa nảy ra một ý tưởng hay lắm. Theo tớ, chúng mình phải bẫy bằng được tên trộm kia. Bẫy thế nào? Cậu có nhớ cái sao rơi vào đầu cậu của mình học võ không? Thì sao? Đấy đấy, bọn mình để hé cửa, rồi gác một khúc gỗ, kê một xô nước đầy ở bên trên. Tít và Mít, đứng lên. Các em không chịu nghe giảng, lại còn nói chuyện riêng. Cuối giờ lại gặp tôi. Quả này to rồi, có khi còn có giấy về nhà cũng nên. Hết giờ, các em nghỉ. Nhớ làm bài tập về nhà đi nhá. Sao lỗi thế nhỉ? May mà thầy chỉ nhắc nhở thôi. Các anh bị phạt à? Phạt là phạt thế nào? Bọn anh ở lại bàn chuyện bắt trộm đấy. Chỉ các anh chỉ phiện có mà bị phạt thì có. Chờ đấy mà xem. Chú công an phường vừa phổ biến, ở khu mình có hiện tượng mất trộm vặt. Chú ấy nhắc các gia đình phải cảnh giác. Hay là bố cho con đi học võ lại, để thằng trộm mà vào thì con sẽ... Coi thế này mà đòi học võ bắt trộm, có võ trời thì may ra. Mình nhất định bắt thằng trộm này. Giáo ơi, trộm thì chưa bắt được, mà mất cả kiến thức, đốt thì khốn. Được, để xem cả nhà con cười được nữa không. Mẹ ơi, con học xong rồi, cho con xuống nhà Mít chơi một lúc nhá. Xem phim à? Nhớ lên sớm đấy. Mít ơi, ai đấy? Mít đây, mở cửa. Úi, sao cậu khóa lắm thế? Đề phòng mà, cậu không nghe chú công an phường đến phổ biến về cảnh giác an ninh à? Chắc nhà cậu lắm tiền nên mới đề phòng ghê thế. Thế, tiền ít thì không sợ trộm mà. Vấn đề không phải là sợ, mà mình phải bắt sống nó. Cậu dám bắt thật à? Sao lại không? Cậu ra đây. Bọn mình đã bàn ở lớp, bây giờ sẽ hé cửa đặt bẫy luôn. Tớ đi tìm miếng gỗ, cậu đi tìm xô nước. Tiến hành đi. Bây giờ tớ mở cửa, cậu đi tìm một cái ghế ra đây. Ok. Thấp quá, cậu phải đi lấy một cái nữa kê lên. Bây giờ tôi giữ, cậu trèo lên đi. Ờ, không được đâu. Cậu nhẹ, cậu trèo lên đi. Không được, cậu trèo lên đi. Tớ phải ở dưới ngắm nghía bày binh bố trận chứ. Ôi, ê, 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 cẩn thận. Có thế mà cậu cũng không trèo được. Cậu vụng quá, lại phải để tớ thôi. Cậu cho tớ trèo lên vai cậu nhé. Được rồi. Ây à. Nặng quá. Tớ tắm rồi mà Tít. Cậu để lại nước mặt đổ vào đầu tên trộm chứ. Cậu yên tâm đi. Còn nặng lắm, không đánh cũng chết. Bây giờ thì ổn rồi, trận địa phục kích đã sẵn sàng. Hễ thấy động, cứ như kế hoạch mà tiến hành, cậu nhớ nhé. Ô, cứ để cửa cả đêm thế này à, tớ sợ ngủ quên mất. Ngủ đâu ngủ thế nào, quan trọng thế phải cố mà thức chứ. Mẹ cậu có hỏi thì cứ nói dối là đúng rồi. Ừ. Na 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 pa 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 ta 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 pa 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 ta 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 ta. Quả này chắc ăn rồi. Sao mà Lộc chiến công tóm cổ tên trộm này thì bố mẹ sẽ... Phim gì thế hả mẹ? Anh có gì mà vui thế? Không xem phim à? Bố đâu rồi hả mẹ? Bố ra đầu phố mua cái phích cũng sắp về rồi. Cái gì ạ?
Thôi chết rồi. Ây, ông. Hỏng rồi. Chiến dịch đã bắt đầu. Thằng tít đâu? Phải nhốt mày vào trong đó cho chờ cái thằng nghịch tinh nghịch danh. Bao giờ hết vô tuyến mới được ra. Mình bị oan quá. Cũng may là không bị đánh. Nhưng bao giờ mới hết tivi đây? Đi lên xin lỗi chú ấy ngay. Bao giờ chú tha mới được về. Con với trẻ cái. Hay quá, mít lên rồi. Mít lên mít, mít không á? Không được đâu, khóa rồi. Tớ phải vào xin lỗi bố cậu đây. Ta là Batman Tít đây. Yeah. 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 Trốn hả? Này tên trộm mặt, ta chờ ngươi đã lâu rồi, hãy chịu trói đi. Nào Batman Tít, hãy bắt ta đi. Ngươi có chạy đằng trời. Thế nào Tít, người chói ta hay ta chói người đây? Ta chói ngươi là cái chắc. Chết này thằng khốn. Hay ngươi chết. Ngươi này khá lắm Tít ạ. Tiếp chiêu. Hả? Không biết thằng Mít đâu nhỉ. Mình phải độc lập tác chiến thôi. Chẳng có cái gì quý giá cả. Được lấy cắt khá nhỉ. Láo thật đấy. Một, hai, chết này. Buông ra. Bố ơi, Mít ơi, có trộm. Có trộm bố ơi, Mít ơi. Mẹ ơi, có trộm. Bà con ơi, có kẻ trộm. Có kẻ trộm ở trong phòng 85 thằng Tim. Có trộm. Mày đừng lòng tốt rồi. Ây ông. Anh ông. Dìa chạy chạy. Ông. Chết này. Buông ra. Đừng để nó thoát. May quá chú công an phường đến rồi. Cho nó một trận. Đúng. Chừng sức dài vài rộng thế kia mà đi ăn trộm. Thằng Tít thế mà khá. Chứ ông cháu tôi thì sợ vãi tè ra quần đi. Giỏi thật đấy. Bắt được cả tên trộm to tướng. Nhưng ơ kìa, mắt cậu bị làm sao thế? Cũng dính đòn à? À, nó đấm. Tớ dùng võ gạt ra nên tay nó trượt vào mắt. Tớ thấy tím lắm. Cậu có đau không? Ăn thua gì? Bọn mình tập đấm bị gạo tay rắn nên chỉ gạt một cái là nó phải ôm tay từ nãy đến giờ. Đấy, cậu nhìn xem. Con chó cắn đầu quá. Quái, nó cũng tập như mình. Sao tay mình? Khoan hờ anh Tít. Bố mẹ ơi, anh Tít hết ý đánh được cả thằng trộm to tướng. Con bố giỏi lắm. Bố thấy chưa? Nếu không có võ làm sao địch nổi nó. Bố cho con đi học võ tiếp nhá. Được rồi, bố đồng ý. Thật tuyệt. Hay, yeah, hay, yeah, hay, yeah, hay, yeah, hư, yeah. Thế là chúng mình lại được học võ, lại đỡ phải học thêm ở nhà nữa chứ. Sướng thật. Hôm nay thay mặt công an quận, chú đến để trao cho Tít và Mít giấy khen vì thành tích bảo vệ trật tự trị an của hai cháu. Chúng cháu đang học võ, lớn lên nhất định sẽ làm công an. Trước hết các cháu vào học văn hóa cho giỏi. Còn trước, các bạn báo ngay cho 113 hoặc báo ngay cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại.
Hết bài rồi, ngày nào cũng thế này thì tốt quá. Sớm thật, làm gì bây giờ? À đúng rồi, nghe mấy hồi Tam Quốc đã. Chà, thánh quá, như của mình hết ý. Dùng trí thắng lực, đọc cái này vận dụng tốt đây. Đi rồi, đi. Cậu đang làm gì đấy? Vào đây đã, hay lắm. Tớ đang nghiên cứu mấy hồi Tam Quốc, chương này mưu của mình hết ý. Thế à, cho tớ mượn với. Có chuyện gì thế? Làm sao không? Muốn leo treo hả? Nói mau đi. Em muốn bỏ bên đầu phố có thằng ngắn cho nên bị ngã. Được rồi, để anh giải quyết. Có phải thằng đen đen không? Trông nó thế nào? Nó to đéo đội cái mũ xanh ấy. Thằng này lão thật, dám bắt nạt trẻ con. Cậu đợi tớ một lúc để tớ đi cho thằng ôn con ấy một trận. Tít ơi, chờ với. Tớ đi với cậu, bạn bè chiến hữu, sinh tử phải có nhau. Được, hai đánh một chẳng chột cũng khỏe. Đi thôi, dạy cho thằng hèn ấy một bài học, không thì nó không chưa đâu. Để cho nó hiểu rằng động bọn em thằng Tít này trả giá như thế nào. Kìa kìa, trông lớn quá cậu ạ. Ừ, nó to con thật. Thằng này học trên mình 3 lớp. Này nhỉ, tớ với cậu cùng đánh cũng không thắng nổi đâu. Hay là tha cho nó? Tha là tha thế nào? Cậu sợ à? Mình phải nghĩ cách chứ. Chẳng lẽ lại chịu khuất phục à? Phải dùng này để xem trong Tam Quốc có nói cách đánh những thằng khỏe không nhỉ. Có rồi. Thế nào? Tớ với cậu chị thằng này theo kế khổng minh đến quân Tào Tháo. Cậu núp ở đằng kia, còn tớ đến chỗ nó khiêu chiến. Thằng đáng đuổi tớ sẽ chạy lòng vòng để tiêu hao sức lực của nó. Lúc này tớ chạy đến chỗ cậu, cậu nhảy ra, mắng cho nó đuổi. Tớ sẽ nghỉ bọn mình cứ thay phiên nhau như cái quân cho nó mệt lử rồi cả ai xông vào cho nó một trận. Ừ, mưu hay đấy, tiến hành đi. Cậu nấp ở đây nhé. Được rồi, cậu đi đi. Nhớ lúc tớ đến cậu phải phi ra ngay, không là toi đấy. Cứ yên tâm. Ê thằng kia, sao mày bắt nạt em tao? Kệ lớn này hiếp bé à? Mày điếc à? Tao bắt nạt đấy, tao cứ thích thế. Tò béo thế mà đi tiêu trẻ con à? Đồ hèn. Được, tao sẽ cho mày một trưởng tan xương luôn. À thằng này, mày có uống thuốc liều không đấy? Lại đây thằng hèn kia. Mày có biết võ Tít hay bắt man Tít không hả? Thằng danh con, tao cho mày chết này. Thằng kia, tao không? Mày chạy đâu chứ ta? Lâu nhất áo mà bắt được thằng kia. Con con kia, con ngon. Bắt cho mình một quả đấm bây giờ đây. Ây, thằng ôi con, mày chạy đâu rồi? À, đây rồi. Mày cứ chạy đừng chơi. Đố bắt được rồi. Chuyện dịch bắt đầu rồi. Mình sẽ trúng kế bọn ta thôi. Kìa, ôi ôi. Mày có chạy đồng chơi. Ông tóm mày được rồi này. Tít ơi, cứu mày. Cứu mày. Cứu đồng. Tít ơi, chết rồi. Tít, cứu tóm ơi. Thế này có thua cũng phải xông vào thôi. Võ ơi, bác mà Tít này. Cầm dư đó. Chết rồi, chết rồi. Ôi thà. Tít ơi. Đánh cái cầm lớn. Được rồi, tao chấp cả đôi. Xem bọn mày có đánh được tao không nào. Chưa, lần sau nhớ mất ông mày đấy. Sao cậu chạy chậm thế? Làm vỡ hết cả kế hoạch tớ, phóng hết tốc độ rồi. Ai dè nó? Ơ kìa, các anh đánh nhau với nó đấy à? Nhưng nó khỏe quá. Phải nghiên cứu thêm mấy hồi Tam Quốc. Muốn trị thằng này phải dùng nhiều mưu mới được. Thù này phải trả bằng hai. Để xem Khổng Minh có cách gì không. Cách này không ổn. Thằng ấy vừa khỏe vừa nhanh. Đây rồi, thằng béo chết với ông. Mít ơi mít,
ra đây mau lên. Ừ, tớ ra ngay. Tớ có kế trị thằng hèn rồi. Làm thế nào? Buổi trưa tan học, thằng nào chả vừa đói vừa mệt. Thế thì sao? Bọn mình mang bánh mì theo, tan học kén luôn lấy sức rồi mai phục ở đầu phố. Thằng béo đến, cậu để nó đi qua. Tớ ở phía trước, giả vờ mệt mỏi cho nó không để ý, rồi bất ngờ đánh luôn. Cậu đúng là khủng minh, mồm miệng như thần. Ơ, về nhà ăn cơm, sao các anh còn ăn bánh mì? Hôm nay Tuấn về nhà trước đi, bọn anh về sau. Các anh đi đâu đấy? Tuấn cứ về đi, đừng hỏi. Bọn mình tiến hành đi thôi. Kìa, thằng bé sắp đến rồi. Cậu bước vào đây, đừng để nó nhìn thấy. Nhóc con, thế đã thấm đòn chưa? Em... Ê ơi! Chạy nhanh chúng thôi. Chúng mày lộn, không thoát khỏi tay ông đâu. Đánh đã quá, thằng béo không kịp trở tay. Vừa rồi là trả thù cho cái Tún, bọn mình phải tập kích cho nó một trận nữa. Thế mới hẳn rồi, phải cho nó nhớ rồi. Ôi! Ông cho chúng mày mãi, xem chúng mày có đánh trộm được nữa không, chó con. Trong 36 miếng vó, ủ tế quyền là thượng sách. Chúng thôi. Ây à, hai thằng kia chạy lên, chạy lên, đứng lại, chạy lên, bỏ đứng lại mà, chạy lên, nó bắt được rồi đấy. Thằng béo kia còn lâu mới bắt được không? Chạy vòng qua đây này. Ây à, ây à, ây à, tiếp này, tiếp này, đau quá, yeah. Lần sau cho tao đánh trộm, nếu không thì nói đòn nghe chưa? Ây à. Thật, thằng béo lại tương ký thiệu kế phục kích lại mình. Mưu của cậu thế nào? Bàn thì hay nhưng mà đánh thì toàn thua. Mặt sưng thế này, về nhà biết nói thế nào với bố mẹ đây? Ừ quá, đi học hay đánh nhau à tít? Thằng này du côn du kè thật rồi. Lần sau nó trêu thì về mách người lớn nghe chưa? Còn đánh nhau nữa thì lựa hồn. Thằng béo đấy à? Ây trời ơi, sốt quá. Cửa mở đấy, vào đi. Có sao không? Bây giờ thế nào? Theo sách Tam Quốc thì phải thắng. Bọn mình đã áp dụng rất chính xác. Thế mà Khổng Minh thì thắng nhưng Khổng Tít thì thua. Không sao, thua kèo này ta bay kèo khác. Quá tăng ba bận cơ mà. Mình học võ hẳn hoi rồi mà lại chịu thua nó à? Tớ nghĩ bọn mình tấn công vào buổi tối, mình đến nhà gọi nó ra rồi bất ngờ đánh luôn như hồi sáng. Chủ yếu khi rút phải chạy thần nhanh theo hai phía khác nhau. Trời tối chỉ có một mình, bị phân tán thế nó sẽ không dám đuổi đâu. Được, lần này mình quyết cho nó no đòn. Tiến hành đi. Các anh lại định đi đánh nhau à? Không được. Nhà nó kia kìa, gần chỗ rẽ ấy. Nhớ nhá, đánh cấp tật rồi chuồn ngay. Ai ơi, đau quá. Đánh nhau nữa hay không hả? Này, đúng thằng béo đang bị ăn đòn đấy. Còn hứa với thế nào? Đấy, bắt nạt cái bạn bé nó không tiếp tục à? Hán nào chừng trị thằng béo nhỉ? Tuyệt quá, đấy phải là của bọn mình chứ. Thôi, hôm nay tạm thế, về đã. Thế có đúng cái cầu thang này không? Dạ, đúng ạ. Con vào xin lỗi các bạn đi. Hóa ra là bố nó đánh, cậu ạ. Quái nhỉ, làm sao mà bố nó biết được? Tôi xin lỗi các bạn, lần sau tôi không làm thế nữa. Tún này, lần sau có chuyện gì cứ mách bác nhá. Chào anh, may có cháu Tún mách, gia đình tôi mới biết chuyện vội sang xin lỗi ngay. Tôi sơ suất quá. Thôi, chuyện trẻ con ấy mà, biết vậy là tốt rồi. Anh cẩn thận quá. Khổng Minh thua cái Tún rồi. Bỏ hết đi mà. Nhưng nếu gặp chuyện tương tự, các bạn cứ làm như cái Tún cho chắc nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Mình đang có một cái răng sâu. Được rồi. Tún không ăn cơm hả mẹ? Em Tún nhổ răng, sợ ăn cơm khó nên được ăn cháo thập cẩm. Đầu răng đã được nghỉ học lại còn ăn tiêu chuẩn đặc biệt nữa. Tít làm sao đây con? Cơm có sạn à? Không ạ. Hay là thịt kho mặn quá? Con cũng bị đau răng, đau quá. Cậu thèm ăn cháo nên bịa ra chứ gì. Con đau thật, bố nhìn xem đây này. Tôi nghi lắm, há mồm ra xem nào. Răng thấy chưa? Ui giời ơi, sâu đen xì thế này, thảo nào. Răng sữa nhưng còn chắc lắm. Thế thì không tự nhổ được đâu. Từ giờ hai đứa nhớ phải đánh răng cho sạch sẽ đấy. Đau quá. Tún, xuống nhờ anh Mít ngày mai nộp cho thầy giáo xin phép cho anh Tít nghỉ học. Vâng ạ. Tít này, mẹ pha cho con cốc sữa để trên bàn đấy. Chịu khó một tí,
Trưa về mẹ mua cháo thập cẩm cho. Vâng ạ. Sông răng mua nam. Hiya. La 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 la. Chơi một mình thật khoái ghê. Ha! La 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 la. Ở nhà một mình khoái thật, tự do thoải mái. Bây giờ chắc ông bạn nít đang cộng trừ nhân chia. Hôm nay có hai tiết toán cơ mà. Nào, chú bé hãy súc miệng đi. Có đau không hả bác? Giờ thì hãy há miệng ra, người anh hùng. Xong rồi, cháu thấy thế nào? Xong rồi hả bác? Đơn giản thế thôi ạ. Thế mà cháu tưởng răng phía trong sẽ mọc con mới thôi. Biết thế thì còn không đau nữa. Muốn không đau thì giữ răng miệng sạch sẽ chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ơ kìa, cậu không đi học à? Có chứ. Chắc thầy bị đau răng. Số mình đen thật. Chẳng gì thì hôm nay cũng nghỉ. Ôi, bây giờ mới đau. Đúng là đang yên thì. Bố ơi, con đói lắm. Đợi một tí, mẹ về bây giờ. Nha. Hình như mẹ vừa mua bao nhiêu lò bánh ấy. Nhưng mới nhổ răng, không được ăn cái gì cứng đâu con. Đợi mẹ về mua cháo cho. Cháo thập cẩm đây cậu cả. Ăn đi cho nóng. Khổ. Từ giờ nhớ đánh răng cho kỹ nhá. Lười là không còn cái răng nào mà ăn đâu. Cháo thơm thế, cho em ăn với. Tún, để anh ăn đi cho chỗ khác. Chà, thơm ngon quá đi mất. Thế này thì cũng bỏ rồi. Sao hôm nay cả nhà không ăn cơm nhỉ? Ăn xong thì nằm nghỉ cho chóng khỏe, còn đi học. Thế bố mẹ và em Tún đi đâu đấy ạ? À, hôm nay giỗ ông ngoại, bố mẹ và em Tún sẽ về nhà bà. Thế còn... Con mới nhổ răng, không đi được. Sao mình đen đủ đủ đường thế này? Ăn dỗ thì khỏi nói rồi. Có bao nhiêu là món ngon. Nào xôi, gà, nem, nào nấm, giò. Ôi, thật là quá xui xẻo.
tham gia hội diễn chào mừng ngày 20 tháng 11, mỗi tổ phải có một tiết mục văn nghệ. Ngày mai và ngày kia sẽ diễn tập để tuyển chọn tiết mục tốt nhất tham gia hội diễn toàn trường. Các em cố gắng nhé, tiết mục văn nghệ sẽ tính vào điểm thi đua của tổ. Nếu là bài hát, nhớ phải báo trước để thầy còn nhờ các chị phụ trách đệm đàn. Tổ mình không biết làm gì nhỉ? Chiều nay bọn mình đến nhà Mít bàn xem. Đúng đấy, bây giờ về thôi. Để tham gia hội diễn văn nghệ, tổ em đăng ký tiết mục múa Em mơ gặp bác Hồ. Chán thật, cứ đến văn nghệ văn nghẽo là tổ mình lại loay hoay. Tổ mình không có con gái nên hát cũng dở, múa cũng dở. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Chả ai có năng khiếu gì cả, toàn con trai này gầy thật đấy. Theo tớ, có lẽ bọn mình chỉ hát được thôi. Hát không được đấy, toàn vào ống bơ gì. Không sao, cứ hát những bài mà tất cả cùng thuộc ấy. Bài gì? Ví dụ như bài Trao Cơ chẳng hạn. Không được. Theo tớ nghĩ, mỗi cậu phải chuẩn bị một bài, sau đó hát để cả bọn duyệt. Ôi, lấy đâu ra bài hát nghiêm chỉnh bây giờ? Bọn mình chỉ toàn hát phịa, chỉ thi được giọng hát to, tay đàn khỏe thôi. Phịa cũng được, miễn là hay. Tớ sẽ thử trước rồi đến Mít, cứ thế lần lượt nhé. Được rồi, bây giờ tớ sẽ trình bày một nhạc phẩm nổi tiếng vượt thời gian. Các cậu nghe đã thấy hay rồi, đó là bài Lượn Tròn Lượn Khéo. À, chim bay, chim bay. Xin lỗi, bài này chim bay là phải cao. Tớ sẽ hát lại. À, chim bay, chim bồ câu trắng. À, chim. À, chim bay trên nền trời cao cao. Chưa cao, bài này phải thật cao mới đúng. Chim bay mà lị. Lần này thì các cậu sẽ được thưởng thức giọng năm cao văn tít. A chim bay trên nền trời cao cao. Cao cao, cao cao, cao cao. Ai à, ai u. Ôi sợ quá, hát đâu thế, con này không theo được đâu. Cậu đúng là chim gợi cánh, hát như cậu thì vất vả quá. Đến lượt cậu rồi đấy Mít ạ. Thôi được, tớ hát một bài xịn luôn, nhạc ngoại hẳn hoi. Ôi, thế cơ à, thằng này tẩm ngầm mà sắp đánh chết voi. Thôi tốt rồi. Xin giới thiệu giọng nam lùn văn Mít. Tôi xin hát bài Trời đã sáng rồi, dân cả Pháp. Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Chuông đã reo vang lên rồi, chuông đã reo vang lên rồi. Mau dậy, dậy, à, dậy thôi. Mít, cậu hát kiểu gì đấy? Đúng là hát nhàn thật, chả bù cho tít. Tại bài hát hay quá, tớ liệm đi thôi. Nhưng bài hát này cũng không tham gia hội diễn được đâu. Chỉ biểu diễn ở sân khấu xương chẳng hạn. Giờ thì đến các cậu đấy, cười gì? Ganh nhỉ, hát bài gì bây giờ? Thôi, cậu hát trước đi. Thuộc bài gì hát bài nấy. Các đồng chí đừng kém tắm thế, trầm bổng gì thì cũng cứ thể hiện đại đi. Được, tớ sẽ thể hiện bài hát Lớp Chúng Mình. Lớp chúng mình rất thích vui, anh em ta ra ngoài đi chơi. Lớp chúng mình rất thích chơi, anh em ta khi vui ra ngoài là cùng nhau nữa bước chân. Anh em ta cùng nhau hát nhé. Trời ơi, đêm hôm nay chơi game này rất là vui. Trời ơi, mồm vuông thế kia thảm là hát vừa sại còn vừa ngang. Có câu hát ngang thì có, mồm méo xẹo thế kia. Thôi thôi, các ông mà xuyên tạc như thế, giải thì không được mà hạnh kiểm teo luôn. Thế mà cậu bỏ phịa cũng được. Theo tớ mình hát đơn ca không được, tam ca cũng không được. Vậy thì hát lục ca đi. Có lẽ lục bát thì dễ hơn đấy Mít ạ. Tớ thấy đúng đấy, một dưới ba cây làm chẳng nên non, thì sáu cây trụm lại ắt nên hòn núi to. Chúng ta hát bài gì nhỉ? Bài mà ai cũng thuộc từ hồi lớp 1 ấy. À, đó là bài Đi học. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Nào, bây giờ tớ sẽ bắt nhịp, chúng ta học lại nhé. Bắt đầu. Hôm qua em tới trường, 2, 3. Tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm em mẹ đến trường, con đi kết tới lớp. Con đừng có đề phóng, đưa tuổi trong đường kịp. Con sẽ ôm cho ta. Giờ bắt đường em đi. Cô giáo em trẻ trẻ, lượng em hát rất hay. Con đừng có đề phóng. Thì tốt, chẳng hay tí nào cả. Hát thì đấm vào tai ấy. Điệu này tổ mình bét thôi. Chẳng ai có năng khiếu gì cả, hát như bổ cùi mà chẳng ăn thua. Bài này nhà tớ có băng cassette, tụi nó hát hay lắm. Được rồi, tớ có cách này, nhưng các cậu phải đồng lòng mới được. Anh xin nói đi. Tổ 2
ai hát cũng được, nhưng chưa có gì đặc sắc cả. Tổ mình chắc ăn rồi. Nào, tổ 4 sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Sau đây là tiết mục cực kỳ ấn tượng của tổ 4. Các bạn tuy yên tâm, tổ 4 xin trình bày đồng ca hoạt cảnh Em đến trường. Phần diễn xuất do hai bạn Tít và Mít đảm nhiệm, đặc biệt là phần lĩnh sướng cả nước của ca sĩ Văn Tít. Tốt lắm. Xong chưa? 2, 3. Bạn Tít hát giọng con gái hay nhỉ? Thầy giáo chứ, con trẻ trung gì nữa, sắp hưu rồi. Chết rồi, bị rối băng. Làm sao thế? Còn bạn hai nữa cơ mà. Cái gì thế? Ôi, cassette à? Thôi, trật tự nào các em. Tiết mục có cái mới, nhưng phải tự hát chứ. Hay dở gì cũng là của mình. Về nhà tập đi rồi mai đến trình bày lại. Chỉ đại cậu làm tớ ngượng quá. Như tớ có làm ra máy ghi âm đâu mà biết lúc nào nó bị rối băng thôi chứ. Lúc trước, chẳng thằng nào nói nó. Đến giờ thì thôi ngày mai không cần các cậu nữa, được chưa? Chỗ này được đấy, hay lắm. Chỉ cần hai trò đơn giản này là đủ rồi. Ngày mai nhờ Mít giúp một tay là chắc ăn rồi. Bây giờ xin mời một bạn lên đây cùng diễn. Tớ lên nhé. Để cho mọi người sự ngạc nhiên thích thú, biến cái không thể trở thành cái có thể. Chúng nó làm gì nhỉ? Không hiểu. Công ty mình lắm trò lắm. Đây, người biểu diễn nghệ sĩ ảo thuật gia Văn Tít, xin các bạn cho một tràng vỗ tay cổ vũ. Thưa các bạn, đây là một quyển vở bài tập bình thường. Sau đây mình sẽ bịt mắt tôi lại, các bạn xem và chọn lấy một trang. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Được rồi, tôi sẽ chọn một trang để nhà ảo thuật của chúng ta tìm. Xong rồi đây. Tôi sẽ không sờ vào quyển vở, và đây là cái thước thần kỳ, nó sẽ làm những gì ta muốn. Umala, sô-cô-la, coca-cola, quyển vở của ta giờ ở trang nào thức chỉ cho ta? Thế mà cũng gọi là nhà ảo thuật. Là giấc mơ hôm qua là hiện thực nhỉ? Hãy khoan, để ta úm lại. Umala, sô-cô-la, coca-cola, quyển vở của ta giờ ở trang nào thức chỉ cho ta? Nhờ Mít giơ trang vở đó lên. Để dành sức hoan nghênh tiết mục sau. Tiết mục bất ngờ và kỳ lạ. Đây là một quả bóng bay. Còn đây là một chiếc kim. Nếu tôi đâm vào quả bóng thì sẽ làm sao nhỉ? Nhổ chứ con gì nữa. Không biết, nó còn nhớ chỗ không. Còn tôi thì không, các bạn hãy nhìn đây. Hay. Ôi, nó không nổ thật. Khoan đã, các bạn sẽ nghĩ đây là quả bóng đặc biệt. Vì vậy tôi rút kim ra nhờ một bạn đâm thử. Tiết mục của tổ 4 sẽ đại diện lớp ta tham gia hội diễn. Bí mật, nếu bạn nào muốn biết, hãy gọi về số 7718944 gặp ảo thuật gia Văn Tít nhé. Mới lạ trong từng giấc mơ qua, có bao người thân
em thèm mà nhờ các anh nữa. À, em sẽ cho các anh đáng đời. La 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 la. Ôi trời mát quá, nắng quá. Nào, các cháu dậy đi. Nào, dậy nhanh lên, trời sáng rồi. Dậy đi. Ê, cái gì thế này? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng nhìn thấy. Chồng ơi, chúng con đây rồi. Ra là các cháu à? Rồi ơi, nhất quỷ nhì ma, thứ ba mới đến học trò. Chúng cháu chào cô ạ. Chào các cháu nhá. Sáng nay các em lớp 1 sẽ thi bịt mắt dùng gậy đập bóng. Sáng nay em bảo này, lúc em thi bịt mắt thì anh nhớ nhắc em nhé. Nhớ nhé. Ôi giảo, làm gì mà chẳng đập trúng được bóng. Lớp này chỉ vẽ chuyện. Hay là tìm cho anh hộp bánh, anh thi hộ cho nhá. Thì mới phải nhờ các anh chứ. Tổ 2. À mà không, tớ không chọn tổ 4 đâu. Tớ chọn tổ 3. Tổ lên, tổ lên, tổ lên, tổ lên. Các anh này vớ vẩn, làm gì có chuyện thi hộ. Bị mắt rồi tiến thẳng đến đích và đập bóng, thế là thắng cuộc. Này nhé, cậu một bên, tớ một bên, điều chỉnh cho nó đi đúng hướng. Ừ, được rồi. Nào, đến lượt Tún. Tún ơi, cố lên Tún ơi. Khổ thân con bé, không bịt mắt còn chưa chắc đã đập trúng nữa là. Đừng sợ, cứ nhắm phía anh mà đi nhá. Đây đây, anh đây này. Đây đây. Đấy, đấy. Đi thẳng vào. Đấy. Chứ còn đến đấy. Sao phải tí. Đấy. Đúng rồi. Đi thẳng đi. Sai rồi. Đi đằng này cơ mà. Cậu rốt đấy, phải đi sang trái mới đúng chứ. Tún ơi, cố lên Tún ơi. Tún ơi bình tĩnh. Đấy, sao phải tí. Đấy. Đấy, sao phải tí nữa thôi. Đi thẳng vào. Đi thẳng đi. Đúng rồi. Tún ơi, hay cơ mà. Tún ơi, ở đây này. Anh ở đây cơ mà. Tốt lắm, đúng rồi, cứ đi thẳng nữa đi. Em làm tốt lắm, cố lên. Cố lên, còn vài bước nữa thôi. Đập. Thôi chết rồi, đập nhầm rồi. Ai bảo cứ nghe lời thằng Mít. Em bắt đền các anh đấy, tổ em thua rồi. Tại cái túi, tớ bảo đi sang phải, nó cứ đi sang trái. Nó đối diện cậu, bên phải cậu là bên trái nó, hiểu không? Bắt đền các anh em đấy, tổ nhá. Em thua rồi. La 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 la. Ai bảo các anh cơ. Đề nghị các em xếp hàng trong tổ. Alo, alo. Đây là môn thi cuối, do vậy các em cần phải cố gắng rất nhiều. Cố lên, cứ thắng nhá. Yeah. Khỏe như tớ, đủ sức kéo ngã bọn kia. Bà Hoa vừa thôi ông ơi. Yên tâm, cứ kéo khỏe vào, rồi tớ có cách. Các tổ vào vị trí. Tổ nào kéo có được vạch trắng này, tổ ấy sẽ thắng. Tổ 4 phải cố gắng là tổ khỏe nhất, rõ chưa? Vâng ạ. Các em nhớ động viên khích lệ tinh thần của tổ 4 nhá. Cậu khỏe ra đứng đầu dây kéo đi.
tổ cậu sắp thua tổ tớ rồi. Cố lên. Em đi báo công an xã ngay. Ôi sợ quá. Cứu tôi với. A Di Đà Phật. Quả nhiên là pho tượng bị mất cắp. Các cháu học sinh giỏi thật. Hay quá. Vậy là pho tượng quý đã được tìm thấy. Các em sẽ được khen thưởng. Còn làm em thi hỏng, biết chưa? Lẽ ra hai cậu sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, việc tìm ra pho tượng cổ là thành tích lớn của trường ta. Vì vậy, tôi xóa tội cũ. Nhưng các cậu sẽ phải cố gắng, rõ chưa? Vâng ạ.